Xin chào các bạn, bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật một cái ca căng da mặt nội soi cho một khách hàng đến từ Úc. Chị khách hàng của chúng ta là đã căng da mặt cách đây 10 năm rồi, và cái da mặt đã xuất hiện trở lại những cái đường nét già nua và lão hóa, và chị muốn cải thiện nó. Và lần này thì chị tin tưởng bệnh viện Gangu mà chị đã qua Việt Nam để mà chị thực hiện cái căng da mặt nội soi bởi bác sĩ Cường tại bệnh viện thẩm mỹ Gangu. Thì trong căng da mặt á, thì cái quan trọng nhất mà tạo ra sự hiệu quả lâu dài và cũng như là tạo ra cái sẹo đẹp là chúng ta phải bóc tách nội soi, để chúng ta bóc tách được cái lớp smart và chúng ta khâu, chúng ta căng cái cơ lên. Thì đây là một kỹ thuật rất là quan trọng, quyết định cái sự an toàn. Bởi vì khi chúng ta bóc tách nội soi thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ những cấu trúc vi phẫu nhỏ nhất, để mà chúng ta làm thì nó an toàn hơn, nó không tổn thương mạch máu và đặc biệt là không tổn thương thần kinh, thì nó sẽ không bị những tình trạng biến chứng sau căng da mặt phẫu thuật. Cùng chờ đợi kết quả căng da mặt của khách hàng này nhé. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường, trẻ hóa làn da bạn.